Người tình tin đồn Mai Tài Phấn điển trai đến ủng hộ Mỹ Tâm. Mỹ Tâm bỗng diện áo dài trắng, được bố nuôi Tùng Yuki hộ tống đạp xe từ nhạc viện thành phố đến buổi họp. Tần rần khi thấy chiếc xe đạp kỷ niệm huyền thoại của Mỹ Tâm như sống lại tuổi thơ. Mới nghĩ ra là ôi mình còn một kỷ vật đặc biệt như thế này thì mình đã mang tới đây và mình đi xe đạp từ nhạc viện qua đây để nhớ lại tất cả những kỷ niệm mà mình đã có. Bố mẹ cũng tham gia họp báo ôm chầm chúc mừng cô con gái xinh đẹp của mình. Cái này là nó nằm ở trên cái kho nhà của mình rất là lâu rồi, mấy chục năm rồi luôn. Cái sau đó là từ hôm tối hôm đó đến bây giờ không biết là mình phải đến đây bằng cách gì và như thế nào. Cái xong cái là mới nhớ ra là mình có một cái kỷ vật mà các bạn thấy cái điều đặc biệt ở đây nè. Có mấy cái sticker mà sến sến vậy nè, là của Tâm luôn. Nè, đấy không? Và đây là Tâm đi từ nhạc viện qua nha các bạn. Ở cái sau này đó các bạn thấy có chữ gì không? 826. 826 là 826 là hồi xưa ở ký túc xá. Mới nghĩ ra là ôi mình còn một cái kỷ vật đặc biệt như thế này thì mình đã mang tới đây và mình đi xe đạp từ nhạc viện qua đây để nhớ lại tất cả những kỷ niệm mà mình đã có. Và cảm ơn tất cả tri âm của Tâm đã đến dự buổi ra mắt hôm nay để thấy được tất cả những cái hành trình này của Tâm. Cảm ơn nhiều lắm 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 nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Rồi bây giờ Tâm nhường lại cho tất cả các anh chị nghệ sĩ Tâm đi vào trong một chút xíu nha. Chào các bạn, Tâm để cái xe đây, các bạn có muốn chụp thì cứ chụp nha. Hả? Oh my god, có nghĩa là 26 năm các bạn ơi. Có nghĩa là đã trải qua rất là nhiều. Các bạn biết là Tâm giữ tất cả những cái kỷ vật của mình ở trong cái giống như vậy. Cho nên là cái này là nó nằm ở trên cái kho nhà của mình rất là lâu rồi, mấy chục năm rồi luôn. Cái sau đó là từ hôm tối hôm đó là bây giờ không biết là mình phải đến đây bằng cách gì và như thế nào. Cái xong cái là mới sực nhớ ra là mình có một cái kỷ vật. Và các bạn thấy cái điều đặc biệt ở đây nè, có mấy cái sticker mà sến sến vậy nè, là của Tâm luôn. Nè, đấy không? Và đây là Tâm đi từ nhạc viện qua nha các bạn. Ở phía sau này các bạn thấy có chữ gì không? 826. 826 là 826 là hồi xưa ở ký túc xá. Ở ký túc xá và Tâm ở phòng 826 và mình gửi xe ở đó. Thì là mình sẽ ghi cái này. Rồi các bạn biết cái xe này mà nó ọc ạch cọc cạch quá trời luôn á. Và hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt nên là Tâm mới nghĩ ra là ô mình còn một cái kỷ vật đặc biệt như thế này thì mình đã mang tới đây và mình đi xe đạp từ nhạc viện qua đây để nhớ lại tất cả những kỷ niệm mà mình đã có. Và cảm ơn tất cả tri âm của Tâm đã đến dự buổi ra mắt hôm nay để thấy được tất cả những cái hành trình này của Tâm. Cảm ơn nhiều lắm 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 nha. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Rồi bây giờ Tâm nhường lại cho tất cả các anh chị nghệ sĩ Tâm đi vào trong một chút xíu nha. Chào các bạn. Các bạn Tâm để cái xe đây, các bạn có muốn chụp thì cứ chụp nha. Hả? Hả? Mình chị hả? Lọc giùm như vậy. Và trên thềm đỏ lúc này chính là người giữ thời gian, Mỹ Tâm, cùng với một chiếc xe đạp kỷ niệm của mình. Có lẽ thời gian là điều mà chúng ta các khách mời đang có mặt trên thảm đỏ của bộ.
đấm nữa. Chúng ta hãy cùng hô lớn Mỹ Tâm, Mỹ Tâm, Mỹ Tâm. Và đến tiếng lòng hào đỏ ngày hôm nay, chúng ta cùng chờ đó sự xuất hiện của diễn viên Trương Quỳnh Anh. Cho nên là chúng ta phải chơi á, chơi phải có những gì, phải có cái văn hóa đúng không các bạn? Chơi game thì mình là mình giống như là cháu chị cũng chơi nữa mà, nhưng mà cũng có chơi liên minh đồ các kiểu đồ luôn. Cháu chị thì thường là thích liên minh với liên quân, còn chị thì chơi đâu ra à, đó vậy thôi đó. Ủa nãy giờ mình nói chuyện game không vậy các bạn? Thôi đó. Nha, được không ạ? Và bây giờ chúng ta cùng nhau chào đón nhân vật chính người giữ thời gian, chị Mỹ Tâm. Dạ, chào chị. Dạ, em cảm ơn chị bởi vì là dành cho tôi em một cái vai trò quá là quan trọng, vì hôm nay em cũng rung dữ lắm chị. Thì đó, nãy giờ em đánh lô tô bên trong đó. Vậy là chuyên tập tình hình luôn. Dạ, gọi là gom góp là những cái câu hỏi xương xương của hàng tỷ khán giả trên toàn cầu gửi về. Đó là em nghĩ thôi, nhưng mà em nghĩ là khán giả ở đây cũng như là tất cả em chị em báo giới, nghệ sĩ cũng rất nhiều câu hỏi dành cho dự án này của chị. Dạ, đầu tiên là mình kết dự án bộ phim này là... Wow.
lời Tâm rất là cảm ơn tất cả những tình cảm của anh chị, các khách mời, đặc biệt là cũng có gia đình Tâm đi nữa, ba mẹ anh chị em và những anh chị phóng viên, nhà báo đã từng theo dấu Tâm trong suốt một chặng đường dài, và đặc biệt là các tri ông của Tâm đã có mặt hôm nay đến đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Dự án mình có khách mời được không ạ? Có, giờ mình kể nha. Dạ. Yeah. Anh Nguyễn Quang Dũng nè, anh Dũng biết hát, anh Dũng không biết hát cũng có nè, Hoàng Thùy Linh cũng có luôn nè, Cao Thắng và Đông Nhi nè, hát rất là rần rần luôn nè, Thiếu Ngô Kiến Huy nè, rồi rồi còn cũng nhiều nữa. Những cái đoạn mà nói chuyện phim gì đó là các bạn cố gắng im lặng giúp Tâm để mình có thể nghe được cái câu chuyện nó như thế nào. Rồi sau đó đến cái đoạn mà hát thì các bạn hãy buông lụa nha các bạn, và các bạn đừng có quay lại cho các bạn khác xem nha các bạn. Dạ, đoạn này là nốt đầu dòng giùm em. Dạ, không lê chim và không quay lại. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Tại vì chị Mỹ Tâm là một trong những người nghệ sĩ mà không bao giờ mà ngừng nghỉ trong việc sáng tạo nghệ thuật của mình nè. Và đặc biệt mà theo cảm quan của em nha, chị là gọi là thần tượng những thần tượng á. Tại vì buổi live stream của chị là thường là thằng Nguyên Showbiz cho coi hết. Ồ vậy hả? Dạ đúng rồi. Còn bây giờ ngày hôm nay thì với một cái buổi lễ ra mắt như thế này và sự hiện diện của rất là nhiều những bạn FC của chị nè, rất là nhiều những anh chị em nghệ sĩ phía dưới nè, và cả các anh chị em nghệ sĩ báo giới nữa, thì cảm xúc của chị Tâm lúc này như thế nào ạ? Là Tâm nghĩ như thế này, tất cả những cái tình cảm của mình làm tất cả một cái công chuyện gì đó, mình chỉ cần để ý đến một điều thôi, đó là cái người nhận cái điều đó như thế nào, cái điều đó rất là quan trọng. Thì khi mà mình cảm thấy rằng là mình phải làm hết sức mình đi để mà khán giả sẽ cảm nhận được, tri âm của mình sẽ cảm nhận được điều đó, thì đó là cái điều mà Tâm vui nhất. Khi mình đã được khán giả yêu thích á, yêu thương mình như vậy á, là mình sẽ phải làm hết lòng để làm chuyện đó. Thì mà khi đã hết lòng đó là mình sẽ trăn trở đau đớn suy nghĩ, thì là cái người làm với mình họ rất là cực, mình rất biết cái điều đó. Gì mấy đứa nam phụ mà nhân chính mà dạ, phản diện giống như là phản diện cái là không hết, nên là mong là tất cả các anh chị và các bạn có thể bỏ qua và tận hưởng cái thành quả của mình hôm nay nghe. Vâng ạ, cảm ơn chị Mỹ Tâm ạ. Và bây giờ thì chúng xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã đến, và chúng ta cùng bắt đầu chính thức công chiếu bộ phim Người Giữ Thời Gian. Có hiện thực nữa, hiện thực sáng sáng kia tới kìa. Dạ. Có hiện thực nữa nha. Trời ơi, mang cái cây kìa, thấy chưa? Quá luôn rồi các bạn ơi. Ê, cái quần giống như hôm bữa chị diễn số nha Hùng nha. Cho bắt trước nha. Wow, món quà rất đặc biệt kìa. Cảm ơn Hùng rất là nhiều. Wow. Dạ đó, em xin phép được dạ đây. Để bên đây luôn như vậy. Cảm ơn Hùng nha. Trời ơi, cảm ơn bạn đã đến, mình đã gặp nhau trước cổng rồi. Tâm với Hùng cầm ngay chỗ ngạc viện. Dạ vâng ạ. Làm sớm sáng đi xe đạp tới mà đem xong ra liền. Là kỷ niệm ngày xưa hả chị? Thì đó, ngay cái chỗ mà ăn cháo vịt đó. Dạ. Trời ơi. Quá trời vậy là. Anh rồi.
thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần. Em sẽ nói em luôn nhớ anh, và em chỉ có tâm thôi. Ok em. Cảm ơn chị rất là nhiều. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turned back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Vào ngày 8 tháng 4 năm 2023 tới đây, Mỹ Tâm sẽ đưa tất cả khán giả của mình cùng trở lại những cảm xúc đặc biệt nhất về hành trình thanh xuân qua bộ phim tài liệu Người Giữ Thời Gian. Đây là một bộ phim được kể bằng những hình ảnh chân thực được quay lại trong suốt quá trình Mỹ Tâm thực hiện một live show cá nhân thành công nhất trong lịch sử. Những giọt nước mắt, những lần chấn thương hay sự lo lắng khi đứng trước quyết định phải hủy show trong đại dịch Covid, cùng với những thước phim đời thường sống động chưa từng được công bố. Tất cả sẽ được chính họa mi tóc đô phát họa một cách chân thực nhất để trình diễn đến khán giả. Bộ phim được đầu tư sản xuất chỉnh chu với chất lượng hình ảnh và âm thanh tiêu chuẩn cao nhất, hứa hẹn mang lại những cảm xúc tuyệt vời dành cho khán giả. Đây 30 năm. Ôi xa xa khi nữa một cặp vợ chồng tôi nó trẻ măng màng màng. Ôi giời ơi, cho nên lần sau có mời thì chia ra ngồi xen kẽ nha, chứ không được ngồi cái kiểu này nghe chưa. Ôi nhục nhã quá, nhục nhã quá. Nhưng em vẫn đẹp nha mọi người. Không có đi rồi bia gì hết á, trời ơi mọi người ơi, thôi thôi còn không đi tới. Mọi người tự đi, tự làm đi, mình ở nhà, trời ơi. Nhưng mà nó đi rồi mà, ai chỗ mà. Thôi.
để nhường cho chị Phan Thiện Mỹ Tâm đi. Buổi sáng hôm ấy tình đã êm ái đến trong con tim ấm lòng. Kỷ niệm xưa cũ mong lòng muôn thuở trong say như niềm ước mơ. Thành phố hôm đó và những cơn gió mãi lênh đênh như chuyến đò. Dòng nhạc êm ái, nụ cười tê tái đã trôi theo những cơn mộng say. Đấy không phải là một bộ phim để chiếu cái show đó. Đây là bộ phim không phải đem những bài hát của show ra chiếu, mà là toàn bộ những cái thước phim về cái quá trình thực hiện cái show tri âm đó ở sau hậu trường và những cái vấn đề gì đã xảy ra mà khán giả chưa thấy và chưa biết để hình nên một cái show như vậy. Khán giả thực sự là fan mình sẽ xem, sẽ cảm thấy những cái cảm xúc trong đó. Nhưng mà những khán giả không phải là fan mình thì sao? Lỡ họ đi xem phim họ sẽ cảm giác như thế nào? Thì Tâm đang suy nghĩ rằng là họ sẽ thấy cái gì. Thì như Tâm đã chia sẻ rằng là chắc chắn sẽ thấy một điều rằng là cái năng lượng khủng khiếp từ một cái con người như vậy truyền đến mình. Cái năng lượng đó là cái điều mà Tâm nghĩ rằng là ví dụ như giờ những bạn mà chưa đặt về cảm xúc, nhưng không biết là Mỹ Tâm đi coi thử phim làm sao, thì sẽ cảm thấy rằng là phim là một bộ phim tài liệu, phải xác định là vậy. Cái thứ hai là cái cô này có năng lượng như vậy, hay là cô khó khăn như vậy, cô cũng có lúc bị vậy luôn hả, rồi này kia luôn hả, thì ra là vậy. Thì Tâm nghĩ là cũng ở một mặt nào đó thì nó có những cái sự thú vị nhất định để mà khán giả có thể tiếp cận bộ phim. Một mặt khác thì về khán giả thì Tâm nghĩ là chắc Tâm làm thì chắc phải có cảm xúc chứ. Tâm nghĩ là Tâm không kiểu như là mỗi người thì về cái mặt cảm xúc thì khác nhau lắm. Thì có những người coi cái này rất là cảm xúc, khóc lên khóc xuống, nhưng có những người cảm thấy trội với bình thường một cái gì đâu. Có những kiểu vậy nên mình khó nói về cái mặt này được. Nhưng mà Tâm hy vọng là mình đã làm hết sức mình để mình mang đến một cái điều gì đó. Phải nói rằng là nó cụ thể. Dù là phim tài liệu nhưng mà nó là một bộ phim rất là cụ thể, để thấy được cả một cái quá trình, cái hành trình đó như thế nào. Và một cách chỉnh chu nhất, tốt nhất, đẹp nhất, hay nhất để gửi đến khán giả. Chưa làm gì hết, giờ các bạn nói là đã đăng ký nguyên cái rạp rồi xem hết rồi. Mà Tâm nói, ủa chị chưa có thông tin gì luôn á các em. Mà như mình nghĩ trong đầu, sao tự nhiên rồi mấy bạn tự quyết định là mình sẽ đi coi rạp đó. Mà chị chưa có thông tin gì cả, mà các bạn cũng làm vậy luôn. Đi book rạp, tùm lum hết. Rồi show out, rồi gì mấy bạn lên tùm lum hết. Cái xong chị cũng thấy dễ thương. Vậy nên là các bạn giống như là các bạn chuẩn bị light stick rồi các kiểu, mà mình tưởng tượng như trong một cái phòng ha, một cái rạp chiếu phim, mà tự nhiên tất cả con người mà kiểu như là cùng quan tâm đến cái người đó, mà ngồi cùng hát, cùng nghe, cùng nói chuyện, cùng này kia đó, chắc cũng lạ ha. Tâm nghĩ rằng đó là một cái trải nghiệm thực sự rất là đặc biệt. Đó là lý do mà Tâm đã quyết định sẽ có đi cine tour. Để vì sao? Tại biết là tất cả các bạn á đều book rạp xem. Thì mình nghĩ là mình dành ít một thời gian nó cũng không mất gì. Thì nguyên cái thời gian đó là Tâm đi cine tour để gặp gỡ các bạn fan và khán giả quan tâm đến bộ phim.